Con cú mèo mọi người. Đây mọi người thấy cái mặt nó không? Bị cháy nè đúng không? Cái này là tường bị cháy mà. Chúng mày sao cháy được ta? Đi ra ra, cái này bị cháy mà. Sang hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang có mặt trên một cái nông trường chuối ở chỗ Sang mọi người. Cái nông trường này là một cái nông trường rất là rộng ở chỗ Sang. Mà đặc biệt là người ta trồng toàn là chuối ở phía trên đây thôi. Nhưng mà cái nông trường này đã bị bỏ hoang cách đây một vài năm trước rồi mọi người. Người ta không có vào đây để mà trồng những cái chuối mới nữa. Nên những cái chuối cũ và mọi người có thể thấy là nó ra những cái buồng ở chỗ kia. Không ai khai thác và bắt đầu là nó già, nó chín đi và nó rụng hư rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt hơn một cái là theo như người lớn kể lại là ở giữa cái khu nông trường chuối này nó có một cái khu nhà xưởng hoặc là công ty gì đó rất rất là rộng mà bị bỏ hoang. Nhưng mà người lớn nói là ai mà đi vào cái khu nông trường chuối này vào lúc nửa đêm, xong rồi vào cái khu nhà xưởng đó ở lại thì buổi tối đó sẽ gặp ma hoặc là gặp những cái hiện tượng gì đó lạ đó mọi người. Nên hôm nay thì Sang với mấy đứa cả gan một lần là sẽ làm một cái thử thách với mấy đứa. Dạ. Sang với mấy đứa sẽ vào trong cái khu nhà xưởng ở giữa nông trường chuối này để khám phá xem là phía trong cái khu nhà xưởng đó có cái gì. Và mấy anh em Sang sẽ ngủ lại ở cái khu nhà xưởng đó một đêm để xem là có gặp ma hay không. Tại vì người lớn ở chỗ Sang thì hay hù những đứa con nít như vậy nha. Mấy đứa thì nó cũng hay vào trong nông trường chuối này để bắn sóc bẫy chim này kia. Nhưng mà nó cũng chưa bao giờ dám vào trong cái khu nhà xưởng đó hết cả. Tại vì khu này người lớn cũng không dám vào nha. Nên hôm nay thì mình mạo gan một lần nha mấy đứa. Dạ. Giờ để đi được vào cái khu nhà xưởng này thì Sang với mấy đứa phải băng một cái chặng đường dài trong những cái đám chuối nha mọi người. Thôi đi mấy đứa ơi. Mọi người có thể thấy là cái khu nông trường này nè. Nhìn đâu xung quanh đây ở đâu cũng là chuối hết nha. Mà nó rất rất là rộng luôn. Rộng bao la luôn. Ở đây có một buồng chuối chín. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ bắt đầu đi theo cái đường mòn ở đây nè. Để đi được vào khu nhà xưởng ở giữa cái nông trường chuối này nha. Ở trên đây thì mọi người sẽ thấy là những cái đám chuối đây nó bao la bạt ngàn luôn. Trải dài tận tích tích dưới kia. Ở bên đây thì cũng vậy nha. Bên đây thì mọi người thấy, thấy chuối rất là nhiều ở kia luôn. Ở chỗ này thì nó tận tới vài chục mẫu á mọi người. Người ta trồng chuối là chuối thôi. Có buồng nào chín không? Chín không Dạnh ơi? Ở phía bên kia của nhóc Dạnh có một buồng chuối chín đó mọi người. Ở đây của Sang thì cũng có một buồng chuối chín luôn. Chuối này người ta không hay tới mọi người. Người xem chuối chín này. Do không có ai xịt thuốc nên nó nứt ra hết luôn nha. Rất là uổng. Chuối này là người ta trồng cái loại chuối chuối già. Chuối mà mọi người hay mua và ăn ở trong siêu thị á mọi người. Thì là cái loại chuối này nè. Nhưng mà không ai chăm sóc nên nó không được to. Nó có bị tét không Dạnh? Nó có ăn được không? Có trái nào ăn được không? Hái một ít đi đem vô kia ăn. Ở phía đây nó có một cái mương nước rất rất là sâu. Dạnh là phải lội qua đó. Mà sang bên đây. Còn ăn được không Minh? Đó, té không? Ôi ăn được nè. Rồi chanh trái này. Ui nguyên luôn nè. Ơ bên đây có trái. Mấy cái buồn mà chín rụng rụng này nó còn nguyên nè Dạnh. Dạnh với Văn là đang hái phía bên đó nha mọi người. Được không? Mọi người thấy xung quanh Sang ở chỗ này không? Ở đâu cũng là chuối nha. Thôi mời mọi người ăn một trái chuối luôn. Không biết là nó ngọt hơn là cái loại chuối người ta bán trong siêu thị không? Nhìn vậy thôi mà lộ không ra nha. Đây nè mọi người. Đây mời các cả mọi người nha. Ngon lắm Dạnh ơi. Ngọt ngay à. Nó ngọt mà thơm lắm nha mọi người. Cái loại chuối này là loại chuối già nha mọi người. Nên hình như cái bắp này cũng không ăn được. Nên khỏi hái đi. Rồi mấy đứa ăn chuối đi rồi đi nè. Đường thì còn xa đó. Đây, mọi người xem một cái trái chuối mà nó to nhìn đẹp không. Chẳng khác gì chuối người ta bán trong siêu thị ha. Tại vì cái loại này là người ta mang. Người ta trồng ở dưới đây. Xong người ta mang đi xuất khẩu cho Trung Quốc hay sao mọi người. Trung Quốc không mua là người ta sẽ bỏ hoang nguyên cả vườn luôn. Đây lột ra ăn nha. Trái này có khi ngon hơn trái anh hồi nãy này. Lột dễ. Trái kia nó chát lắm. Rồi lọt ra thì nó ngọt phía trong. Sao nghe mùi giống như chú luộc ta. Đây mời cả mọi người nha. Đúng không? Dạ. Giống như bị dính nắng nhiều quá. Nóng quá nóng. Thì là Sang với mấy đứa vào trong cái khu này á thì sẽ không bao giờ sợ đói luôn nha mọi người. Cứ đói là ra kiếm chuối ăn thôi. Thôi mấy đứa.
Giờ vừa đi vừa ăn vừa đi đi. Đường còn xa thì lo lắm thì mới tới mọi người. Đi nãy giờ thì Sang với mấy đứa cũng đã tới cái khu nhà xưởng bị bỏ hoang rồi nha mọi người. Và đây là phía trong của nó đây. Mọi người thấy cái nhà xưởng ở đây không? Rất là to luôn, tận tích ở trong đó. Giờ thì cho mấy đứa suy nghĩ lại nha, có sợ hay không? Cũng hơi sợ. Hơi sợ nhưng mà vẫn vào nha đúng không? Dạ. Rồi leo lên đi. Giờ để đi vào được cái khu nhà xưởng này thì Sang với mấy đứa phải leo qua một bức tường nha. Bức tường này cũng hơi cao một chút. Chiên chiên đồ nhau nhau leo không? Ủa, trong cái gì vậy? Cái cục gì vậy? Thôi vậy anh cầm. Thôi leo 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 chút. Rồi nhảy qua. Giờ Sang nha. Bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ bắt đầu là đột nhập vào trong cái khu nhà xưởng chuối này nha mọi người. Đập lắm chứ. Trời ơi, mở đâu? Cái cũ đâu? Cái cũ đâu ta? Sang với mấy đứa đã vào được phía trong nha mọi người. Đi đi, lát đào sau đi. Còn đây là phía trong nhà xưởng này. Đi đi đi, đi sát nhau, đi sát nhau. Đi đi qua đường này. Cái cục gì to quá. Ui, cái thùng mốt. Cái thùng đựng chuối. Bị cháy. Vậy là cái xưởng này bị cháy. Ở đây có củ hay mỡ mọi người ơi. Lát ra đào ăn đi ha. Chiều nay Sang với mấy đứa sẽ ra đào. Còn đây là cái khu nhà xưởng đó mọi người. Nó nằm ở giữa vườn chuối nha mọi người xem nè. To lắm, to mà rộng dài tận tích ý kia là không biết bao nhiêu căn luôn á. To ghê ha. Wow, mọi người xem ở phía trong đây nè. Rộng lắm mọi người ơi. Cái nhà xưởng này thì ở bên đây là bị cháy mọi người. Mọi người có thể thấy là những cái thùng không? Những cái thùng mút mà người ta đựng chuối á thì nó bị cháy, người ta vứt qua đây này. Nhiều lắm, dài dài tới đây. Rồi thì mình sẽ đi vào phía trong nha. Mấy đứa đi sát nhau nha, đừng để lạc nha. Ở đây là phía trong của cái khu nhà xưởng nha mọi người. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là không còn cái gì hết cả. Sang nghe kể lại á, là cách đây một vài năm trước á, khi mà cái khu nhà xưởng này còn hoạt động á, là nó là một cái người ta kể lại là một cái chỗ người ta đóng chuối, cắt chuối, rửa chuối này kia á, mọi người. Cái chỗ này á, thì lúc còn hoạt động á, thì công nhân làm rất là nhiều, xe tải vào tấp nập luôn để mà lấy chuối này kia. Nhưng mà do ảnh hưởng của dịch Covid-19 á, nên cái khu nhà xưởng này bị bỏ hoang. Tính ra tới cái lúc bỏ hoang đến nay á, thì cũng đã là 1-2 năm rồi á mọi người. Ở phía kia là cái nhà bảo vệ kìa. Đó, nhà bảo vệ múc ngoài đó mọi người. Ở đây không phải một khu đâu, đi mấy đứa ơi. Rồi, đi gần nhau nha. Không phải một khu luôn mọi người. Mà nó có nhiều khu khác nhau luôn nha. Đây là một khu đầu tiên nha mọi người. Cái khu này thì mọi người thấy rộng nè. Đó. Còn những cái chỗ mà những cái buồn chuối, những cái thùng chuối luôn kìa. Ui, bên đây còn nhiều nữa nè, Dảnh ơi. Rộng lắm nè. Ui. Trên kia luôn mọi người ơi. Đây cho mọi người xem nè. Một khu nhà xưởng này. 2, 3, 4, 5. Ở đây có tận 5 khu luôn nha mọi người. 5 căn luôn. 5 căn luôn. Mà mỗi căn này không biết rộng bao nhiêu luôn mà nói. Tức là mỗi người ngủ một căn. Ừ, tối nay là 5 người, mỗi người ngủ một căn nha. Còn đây là cái phòng số 2 nè mọi người. Cái khu nhà xưởng số 1 này. Cái khu này là khu số 2. Mọi người thấy khu số 2 rộng ghê không? Rộng bao la luôn. Cái chỗ này rộng còn phải nói là rộng còn hơn cả một cái sân banh luôn mọi người. Ui, trên đây mấy cái tổ ong nó đã đóng hết rồi mọi người thấy không? Có mấy cái tổ ong ở trên đây nè. Nhiều tổ ong lắm này. Hả? Vô cho cổ không? Thôi đi. Nói chung là cái khu này là người ta dọn dẹp sạch sẽ rồi, không còn cái gì hết cả. Lúc mà người ta đi, người ta lấy hết đồ đi hết rồi. Chỉ còn lại cái phần khung cho cái căn nhà xưởng đi thôi. Mà gần như là không ai vào trong đây luôn á mọi người.
mà ở đây thì lại không có ai bảo vệ nha mọi người, không có bảo vệ không gì hết cả, tại vì người ta bỏ hoang mà. Do cái khu nhà xưởng này á, nó rất là rộng mọi người, với lại là nó có những cái hầm á, người lớn á thì sợ con nít vào trong đây á và nó bị rớt xuống những cái hầm đó, nên người ta thường sẽ có những cái câu chuyện ma trong những cái khu nhà xưởng như thế này. Người lớn kể là ở cái nhà vệ sinh, cái khu nhà vệ sinh nữ á mọi người, của cái căn nhà xưởng này á, thì buổi ban đêm á sẽ có một người ở trong đó. Nhưng mà theo như tôi nghĩ là những cái câu chuyện đi hù con nít nha. Còn đây là khu nhà xưởng số 3 nha mọi người. Ở đây thì nó không có tên, không có tên phía trên, nhưng mà khu nhà xưởng này thì nó âm mưu hơn rất nhiều so với hai khu nhà xưởng kia. Ừ, bự gấp đôi so với khu nhà xưởng kia. Rộng khủng khiếp luôn ha. Đi đi đi, đi lên đó đi. Ở kia có mấy cái cục gì cơ mà. Ở đây mình chỉ cần nói chuyện lớn một tí thôi là nó vọng lại luôn nha mọi người. Bước bên kia còn một phòng nữa ha. Ừ, người ta xây cách ra luôn. Ôi, lại đây, lại đây, lại đây. Có phòng nè, có phòng nè. Cái khu này có phòng. Sai rồi, rồi kẹt cục sắt sao? Hả? Chưa đó kẹt quá. Hồi nãy anh hồi nãy nhìn thấy cái kia kìa. Hồi nãy nhìn cái kia anh tưởng đâu có người ngồi đó không á, cái cục đen đen vô đó đó. Y như một người ngồi. Có mặt gái luôn. Ừ. Y chang luôn ha. Đó. Còn cái chỗ này là cái khu nhà xưởng số 4 nha mọi người. Số 4 này. Wow. Bị đập lấy hết đồ rồi. Ô, có nhang đèn này kia nữa kìa. Người ta cúng gì đây ta? Đây mọi người xem, người ta cúng giấy tiền vàng mã đây nè. Đó mọi người thấy không? Ở đây có người ta cúng có ly hương nè, bình bông nè. Chẳng hiểu sao trong công ty mà lại có một cái chỗ mà cúng kiến như thế này nha mọi người. Ở đây là một cái công ty nhà xưởng nha, mà lại có chỗ một chỗ cúng kiến này. Bàn thờ đó. Hồi nãy nhìn cái này anh tưởng nó mặt người không á. Giống à. Giống y hệt luôn, mặt người luôn mọi người. Mọi người có thể nhìn ra không? Ở đây là cái miệng nè, cái mũi nè, hai con mắt nè. Cái chìa này có người kéo nè. Hả? Đó, có cái dao kéo gì đó. Cái gì vậy? Ở đây có một cái dấu vết kéo đi nè. Mọi người thấy không? Có ai đó đã kéo một cái gì rất là nặng ở đây nè. Thì kéo qua đây là nó ra như vậy nè. Giờ cũng có người vô đây đó. Đây mọi người xem, ở đây có một cái chất, một cái chất gì nó màu xanh xanh. Mình thấy cái người đó. Không biết cái này người ta kéo đi đâu ha. Có một cái dấu kéo ra ngoài đây nè, không biết kéo cái gì mọi người. Ở đây là số 4 nha mọi người. Còn bên đây là số 5 nè. Cây si, cây đa. Ủa, cái trái này vậy anh ơi? Đó. Ở bên đây là cái để đi qua bên đây coi là cái gì. Nhìn kỹ chưa nghe, coi chừng sập mấy cái hố nha mấy đứa. Đây có mấy cái hố, mấy cái hang gì. Ủa, bên này cũng có dấu kéo nè. Nó kéo qua đây nè. Đây mọi người thấy dấu vết rồi. Ủa, khu này là khu nhà ăn.
đúng không? Cái khu chỗ này là khu nhà ăn nha mọi người. Đây là cái dấu kéo này mọi người thấy không? Cái dấu vết của cái dấu kéo hồi nãy từ bên khu nhà xưởng số 4 rồi. Sao cái nhà mình không? Ô, tới đây là mất của ta. Ô, cái con gì cào cái tường ghê ha. Kìa, thấy không? Con mèo hay con gì nó cào ghê hết ta. Ô, mọi người xem cái con gì nó cào cái tường này. Ở bên đây có mấy cái cục màu trắng trắng. Đây, sẽ cho mọi người xem lại cái khu nhà xưởng này. 1, 2, 3 à, bên đây là 4, trên kia là 5. 5 khu nha. Rộng dữ dằn ha. Bên nhà chứ. Ở phía bên đây nữa hả? Khu miếng chai không? Còn đây là cái phòng chỗ này mọi người thấy. Mấy đứa đi phía ngoài đi, miếng chai không? Chai rượu hay chai gì ta? Ở đây có một cái ghế mọi người. Mấy cái chai này còn nước luôn hả Dĩnh ơi? Coi chừng đứt chân nha, miếng chai thôi. Ê, còn nước luôn Dĩnh ơi. Un, nước ngọt. Đây nè mọi người. Sao không biết là chai gì? Chai nước cam. Chai nước cam hả sao á? Cái chai này hình như là chai nước cam. Mọi người cầm thử cái chai này. Này còn 3 chai này. 4 chai luôn. Ủa 3 chai thôi. Đi gương lại thôi. Cơ hội khui ra thử cái nó là chai gì. Mà ở đây nhiều lắm nha mọi người. Đây này người ta bỏ đây luôn nè. Nhưng mà đi phải hết sức cẩn thận. Tại toàn là những chai thôi. Mấy đứa nhỏ đi phía ngoài đi. À, nó chảy nước hết rồi. Kìa. Đây quá trời nè. Bia. Cái bia. Ui, cái gì đây? Hư rồi. Coi hàng sử dụng này. Đây nè mọi người, mày thấy ở đây còn chai không? Nước còn phía trong đây nè. Xem sửa hàng sử dụng nó ngày nhiêu nha. Không có đâu. Chai này là chai lựu nè. Ừ, lâu quá mà. Còn chai này là chai nho rồi. Không có hàng sử dụng nha. Còn chai này là chai ấy nè. À, chai lựu. Hình như cái này là dạng như là nước ngọt đó mọi người. Nước chanh à? Thôi bỏ đi mấy đứa ơi. Không uống được đâu. À, khui thử cho nó mùi gì. Dạ, khui thử coi. Khui chanh này là chanh. Cái chanh này cũng mới nè. Biết khui không? Dặn ấy. Đó rồi. Đâu cho em thử coi. Ta sang hử thử mùi gì. À, nghe mùi giống như rượu vậy. Cái mùi của cái chai này á giống như là mùi trái lựu nha mọi người, nhưng mà nó sẽ có mùi rượu nha. Để đổ ra một ít nha. Đây nè. Nước nó màu ấy ta. Giống như rượu ha. Thơm lắm. Thơm lắm. Cái nước này y chang cái mùi trái chanh muối á. Đâu chanh muối hả? Trời ơi, y chang mùi chanh muối luôn. Ừ, không khác tí nào luôn. Y như là chai chanh muối luôn. Thôi để đó đi, thôi đi, đưa mấy đứa. Nhưng mà không biết còn hàng sử dụng hay không nên sang với mấy đứa không dám thử luôn. Nãy giờ thì sang với mấy đứa một hồi lâu rồi mà chưa khám phá hết được cái khu nhà xưởng này luôn. Nó trọng lắm. Có tiếng người. Đúng không? Thôi đi. Con me nè. Con
đây có cái, trên đây có cái me mọi người. Ừ, có hả? Mận đúng không hả? Đây có một cây mận nữa mọi người. Còn cái chỗ này cũng bỏ hoang luôn nè. Đi hái cây cốc nữa. Ở đây có một cây cốc chín đó mọi người. Ôi hái vậy, hái vậy. Hái đi, hái đi, hái đi. Quá trời trái luôn mọi người. Hái đi mấy đứa, hái đi truyền xuống. Lát ăn. Để bẻ nguyên chùm nha. Đây đi đi khám phá nhà hoang mà thu hoạch được cốc luôn mọi người. Lát mấy này em xài hai mè nữa. Ổi nữa mà, dưới kia có cái ổi nữa mà. Wow, mọi người xem cốc này. Những cái chỗ bỏ hoang mà ở dưới quê chỗ sang á thì có nhiều trái cây lắm nha. Thôi đủ rồi, đủ rồi Dánh ơi. Này, mấy đứa thu hoạch được một chùm cốc này. Cầm đi cái lát gom gom xíu là mình ăn sao. Còn khu nhà này có vô chỗ vô không? Cái cửa phía trước đi mấy đứa. À, đi khám phá những khu nhà hoang như thế này mọi người thì nó hấp dẫn lắm nha, nó hồi hộp tại vì mình không biết trước là ở phía trong nó có cái gì. Ôi, cái chỗ này là cái chỗ gì mà nó bự ra ha. Đây mọi người xem này, nhìn nó rộng lắm nha. Anh nghe tiếng cú 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 cú. Con gì á? Ở đây người ta đập kiến đi vào rồi mọi người. Ý là cái chỗ này là một cái cửa kiến. Xong rồi khi mà người ta bỏ thì nó còn nguyên, người ta khóa lại. Mà có một số người người ta vào người ta phá, người ta đập kiến đi vào luôn. Kiến chạy người ta. Kiến người. Đi đứt chân nữa đó. Rồi đây là phía trong của nó nè. Đi nhẹ đi. Ở dưới đây thì chỗ nào cũng là mảnh kiến hết mọi người. Có phòng nữa hả? Thôi mở đèn lên, đợi anh xuống. Lấy cái đèn pin. Lấy cái đèn điện thoại, lấy cái đèn điện thoại. Thôi khỏi. Có cái chổi nè, có ai quét. Bằng tay vậy sao? Có ai quét ngủ đây nè. Ngủ chén lắm. Đây có một bàn tay nè. Ở đây có một bàn tay người ta in vào trong tường. Ai quét ở đây sạch sẽ luôn nè. Không dạng như chỗ này đã cháy nè. Đó. Bị cháy nè đúng không? Cái này là tường bị cháy mà. Chỗ này sao cháy được ta? Đi ra, cái này bị cháy mà. Cái phòng này bị cháy mọi người ơi. Nó bị đốt cái gì đó, nó cháy lên trên đây mới có màu khói gì nè. Đó, cháy mà đúng không nè. Cái này là cháy mọi người ơi. Sáng. Còn phòng vệ sinh bên đây là sáng à? Đi ra. Mình nướng ha. À, khi nãy thì đi vòng vòng á, thì Minh nó có thu thập được ở đây một ít trái cốc này, cũng như là rất nhiều trái ổi. Nên bây giờ thì mấy anh em sẽ bỏ đây đi, rồi chuẩn bị ăn. Nhưng mà trước khi ăn á, thì Sang có một cái trò này vui lắm mọi người. Đây là một cái ứng dụng AI. Là vẽ hình ấy. Bây giờ thì Sang sẽ sử dụng cái này để vẽ xem là cái ứng dụng này có thấy ai ở khu nhà xưởng hay không nha. Đây mọi người sẽ thấy là cái chỗ này là không có người đúng không. Giờ thì Sang sẽ bấm vào để vẽ này, để xem là nó có phát hiện người hay không nha. Ui có người nè. Đây mọi người thấy không? Mọi người có thấy gì khác gì so với ngoài không? Ở đó ở kia có mấy cái cánh cửa sổ này.
Ở trong hình cũng có mấy cánh cửa sổ, có mái vòm phía trên này. Nhưng mà lại có một người đang dạng ở đây này, có sợi dây đây này. Ghê thật luôn á mọi người. Nếu là chỗ đó không có ai nha. Một người phụ nữ mọi người thấy không, một người con gái này. Có một cái cọng dây treo lên phía trên mà có một cái khăn choàng. Một cái khăn choàng nữa nha. Wow, cái ứng dụng này đúng là xịn thiệt. Làm để ban đêm đi chơi. Thôi thoát đi, hỏi ăn mấy đứa. Thôi bỏ qua đi. Thôi giờ sang mấy đứa ăn. Thôi ăn hỏi ăn, ăn cốc anh. Thôi làm cái cốc nha. Này thấy có chút chút ăn đi mấy đứa. Em, thôi ăn đi. À, cho anh cho chín đi. Thôi ăn trong sống vậy nhai cho giòn. Đây mời cả mọi người nha. Ăn mấy đứa. Đây mời cả mọi người ăn cốc cùng với Sang. Xong rồi tối nay mình sẽ tiếp tục đi khám phá nha mọi người. Mời cả mọi người nha. Rồi dành nhìn cái cây lại nha. Cho nó sát vô cái bờ tường nè. Từ sáng tới giờ Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình đã đi vòng vòng cái khu nhà xưởng này, cũng như là khám phá xong hết cái khu nhà xưởng này nha. Nói chung là cái khu nhà xưởng này á, ban ngày thì cũng không có gì quá đáng sợ, nhưng mà không biết ban đêm á thì nó sẽ có những cái gì ở trong đây. Nên tối nay thì mấy anh em Sang quyết định á là sẽ ngủ lại tại cái khu nhà xưởng này một đêm, để xem là ban đêm nó sẽ có những cái hiện tượng gì xảy ra ha. Nhưng mà ngủ lại ban đêm ở những cái khu bỏ hoang như thế này á thì cũng phải hết sức cẩn thận nha mọi người. Đầu tiên á là rắn rít nó có rất nhiều, với lại thứ hai á là có những cái gọi là những cái thành phần xấu ở phía trong đây á mọi người. Nên về ma cỏ thì Sang chưa biết, nhưng mà về những cái phần xấu á thì nó rất là nguy hiểm. Nên mấy anh em Sang quyết định á là sẽ ngủ ở trên một cái hiên đây này. Cái hiên này á thì cách từ đây xuống đó là khoảng tầm 5 mét, nên không ai có thể là leo lên đây được. Chỉ có Sang với mấy đứa là biết cái đường này thôi mọi người, là leo theo cái ổi để lên trên đây. Nên nếu như mà lỡ như mà có chuyện gì á thì Sang với mấy đứa đứng ở trên đây á thì an toàn. Nếu mà ai leo lên cái ổi thì mình sẽ có thể là đẩy họ xuống được, đúng không? Nên ngủ trên đây là cực kỳ an toàn luôn. Rồi chạy cái bạc này ra đây đi. Tối nay thì Sang với mấy đứa sẽ ngủ ở bên cái chỗ này nè mọi người. Để cái bạc qua đây mọi người. Cái chỗ này thì cứng với lại là nó sạch lắm nha. Rồi chạy đó. Tối nay thì mình sẽ ngủ trên cái bạc. Nếu mà tối nay mưa thì Sang sẽ còn cái bạc kia căng từ đây xuống dưới đây để che mưa mọi người, hoặc là mình sẽ vô nhà xưởng đi núp mưa. Nói chung là từ cái chỗ này nè thì mình có thể là nhìn thấy hết được cả 5 cái căn nhà xưởng luôn. Nó dài tận tới dưới kia mọi người thấy không? Cái chỗ này thì rộng bạc ngàn luôn, rộng bao la luôn, dài dài tận bên kia luôn, và nó trải dài qua mấy căn nhà xưởng phía bên kia nữa nha mọi người. Thôi giờ thì đi xuống đi, rồi mấy đứa leo xuống này, mấy đứa leo xuống đi, rồi chuẩn bị Sang sẽ làm một bữa ăn nha mọi người. Tại vì hôm nay đi ra đây Sang có mang theo cái bị nướng với một ít đồ ăn nướng, mình sẽ xuống dưới để mà nướng đồ ăn nha. Giờ thì mấy đứa nó muốn xuống thì phải leo qua đường cái ổi đây nè. Đây là không gian riêng biệt chỉ có Sang với mấy đứa biết nha mọi người. Rồi, cứ leo cái ổi xuống nha, cao lắm. Cái chỗ ngủ của Sang với mấy đứa thì ở trên kia nha mọi người. Cái đường leo lên á thì leo từ cái gốc cây ổi này, leo lên phía trên đó và đi qua bên đây để ngủ phía bên đây. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa xuống đây á, tại vì mấy anh em Sang định á sẽ làm một cái bữa tiệc nướng mọi người. Tại vì hôm nay vào trong đây thì Sang cũng có mang đồ ăn. Đợt này thì đi khám phá nhưng phải đi sinh tồn nên mang nhiều đồ ăn mọi người. Bên đây thì có mang theo một cục thịt heo này. Đó. Cái này ơi, dày lên chút nha, dày một chút. Rồi mỏng quá một hồi nướng không còn văng. Giờ thì văng nó sẽ sắc ra, rồi mấy anh em sẽ tẩm ướp và đặt lên vỉ đây để chuẩn bị nướng nha mọi người. Bên đây thì Sang có mang theo là cá hồi. Cái này là cá hồi nè, mấy đứa bóc ra phụ anh đi. Bên đây là thịt bò. Không có thứ gì nó cứng. Đè đó, phụ mấy đứa phụ đè cho ra sao đó. Đây còn ông ngoài sắc được mà sao giờ cứng vậy. Lấy tay ra đây cho nó chặt xuống, chặt mạnh xuống đó. Do cái cục này còn độc đá mọi người. Rồi sắc đi, hỏi ướp cái là nó tan đá nè. Nhìn đẹp ha. Dạ. Chặt xuống đi Giang, chặt xuống đi. Giang dạy như là đầu bếp của Sang như mấy đứa vậy mọi người. Còn bên đây là gia vị để ướp. Sang có mang theo tiêu, đủ thịt nướng, muối, bột ngọt, dầu ăn này kia. Nói chung là Sang với mấy đứa đi mà đi sinh tồn hoặc là đi vào rừng hoặc là đi câu cá này kia, tất cả đều mang đồ ăn theo để nấu nướng đi ăn luôn nha, chứ không có mua bất cứ gì ở ngoài. Ui, vậy như vậy nướng bao giờ mới chín?
Đầu bếp kiểu này là chết rồi mọi người. Mọi người xem miếng thịt nè, sắc dây tới cái này luôn. Bỏng lại đầu bếp ơi. Đầu bếp của Sang sắc vô này chết rồi. Dạ, có miếng mộng mộng le luôn, có miếng dày, dày cuối. Nãy giờ thì Sang như mấy đứa vừa mới sắc thịt ra thành từng miếng như thế này nha mọi người. Và mấy đứa cho gia vị ướp vô. Giờ thì mấy đứa nó sẽ cho mấy cái bịch sốt thịt nướng. Đó, nhìn đẹp hơn ha. Vú sạch xuống luôn. Gấp lại cho nó đầy đủ gia vị nha mọi người. Đó, mấy anh em Sang sẽ hôm nay sẽ ướp bằng sốt thịt nướng cho nó đơn giản. Đặc khác quá đây. Tiếp theo là cho một ít dầu ăn vô phía trong nha. Để còn hồi mình nướng nó không khét. Ủa, nhiều quá rồi. Còn cá hồi với lại cái này thì một hồi sẽ ướp riêng. Ướp tiêu thôi mọi người. Nướng riêng nha, còn ướp chung như thế này một hồi nó rã ra. Rồi mấy đứa nhúm lửa đi. Đây là mấy miếng thịt mà Sang với mấy đứa vừa mới tẩm ướp xong nha mọi người. Rồi, giờ đặt lên trên để nướng. Tối nay thì mấy anh em Sang sẽ ăn tiệc nướng nha. Dạ. Ăn xong rồi mình sẽ đi khám phá tiếp. Tại vì buổi tối sẽ có nhiều điều hấp dẫn hơn. Wow. Bò chưa tan đá, nướng sao? Nướng thịt heo trước đi. Này thì có món thịt bò với thịt heo. Cao lửa ra bớt để nó cháy, nó khét. Cứ mặt nào nó ấy là chở lại là quét lên. Thơm quá mọi người. Nè, em chấm vô nó quét không cho. Đó, tiếp tục là cứ quét lên như vậy nha. Cái nào khô là Sang sẽ dùng cái nước ướp. Đó, quét lên. Đừng để cho nó khô. Nó khô là nó khét đó mọi người. Nướng này giờ thì cũng đã chín rồi nha. Nên sẽ gấp ra. Để lên tàu lá chuối như thế này nha. Để một hồi mình sẽ ăn sau. Rồi đưa mấy miếng cá hồi đây cho. Giờ nướng tới thịt bò với cá hồi mọi người. Cái này là thịt heo. Nướng vàng tới rồi. Ừ, khá sẽ nướng nha. Thích cục này chưa chín này. Thịt bò nướng ngon nhất. Khi nãy thì dăn sắc dày lắm mọi người, nhưng mà nướng xong thì nó còn một miếng mỏng gì thôi, không còn dày nữa. Miếng này cũng chưa chín. Giờ tiếp tục là nướng tới thịt bò, cầm cọng lá chuối đó cho. Hay, một miếng thịt bò nha. Wow. Đó, đặt thẳng lên đây luôn. Kéo củi ra bớt nha. Bây giờ cũng là 6 giờ tối nha mọi người. Mọi người xem cái khu nhà xưởng này nè. Và ban đêm thì nhìn nó rất là u ám luôn ha. Mấy đứa trời này giờ nướng thịt thì cũng chín rồi. Nên mấy anh em Sang dọn lên đây để ăn nha. Đây nè, ban ngày thì Sang với mấy đứa vào trong những cái khu nhà xưởng này để khám phá này. Nhưng mà ban đêm thì ở trong nó tối thui luôn, không có thấy gì hết cả. Nên nhìn cũng hơi ớn một chút. Giờ ăn ha, chín hết chưa? Nãy giờ thì mấy đứa nó nướng, mọi người xem bữa tiệc nướng của Sang với mấy đứa này. Trong này là cá hồi Sang quấn giấy bạc nha mọi người, cá hồi với lại thịt cuộn á, quấn với bạc. Còn thịt nướng thì xong rồi, lát ăn cá hồi sao? Rồi ăn mấy đứa. Rồi thích ăn miếng nào ăn. Đây, một miếng cứ bóc như vậy, đặt thẳng lên cho nó ấm mọi người. Rồi chấm với muối xanh nè. Đây, mời cả mọi người. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người. Ăn mấy đứa. Ăn xong rồi mấy anh em mình tiếp tục đi khám phá nha. Dạ. Tại vì ban ngày á, mình đi rồi, nhưng mình không thấy sợ. Không biết là ban đêm có thấy sợ không? Thịt mình nướng theo kiểu này ngon mọi người. Dạ. Rồi, cắt ra. Đây, mọi người xem miếng thịt bò của mấy đứa nó nướng này. Ở trong thì vẫn còn hồng, nhưng mà ngoài thì đã chín rồi. Rồi ăn đi. Thịt heo dai thì ăn thịt bò trước đi mấy đứa. Lát thịt heo nó mềm ra dễ ăn hơn. Đây, mời cả mọi người nha. Đó, bò nó mềm. Nướng lại vẫn còn bự quá. Mọi người ăn với xem một miếng thịt bò nha. Mọi người xem này. Bò mấy đứa nướng vừa tới nên nó mềm mọi người. Ở cái khu nhà xưởng này và buổi chiều này thì nó có lâu lâu nó có những cái luồng gió thổi qua mọi người.
thì mọi người có thể nghe thấy là tiếng tôn ở phía trên khu nhà xưởng nè, nó va đập vào nhau, nó tạo ra những cái âm thanh rất là ghê đúng không mọi người, dạng như là giống như là ai cào lên trên tôn á, nhưng mà cái này không phải nha. Đó mọi người nghe không? Không biết là ở đây mọi người nghe không, nhưng mà ở ngoài sân quay á, sân ngồi đây sân nghe nha, giống như là có một cái bàn tay nó cào lên tôn vậy đó, nhưng mà thật ra nó là một cái cọng kẽm, gió thổi nó đưa qua đưa lại á, và nó tạo ra cái tiếng đó nha, nhìn rất là đáng sợ, nhưng mà nghe quen thì cũng cũng quên đi. Đây một miếng thịt heo nha, cứ mỗi lần có gió là sẽ nghe thôi. Như mấy đứa cũng vừa mới ăn uống xong mọi người, đây là cái số thịt còn lại này, với lại con cá thì ăn không hết nên mấy anh em sẽ tiếp tục đốt lửa nướng đây tiếp nha. Bây giờ thì trời cũng tối rồi nên mấy anh em mình sẽ tiếp tục đi khám phá nha mấy đứa. Dạ. Tại vì khi sáng á, Sang với mọi người cùng với mấy đứa mình đã đi một vòng cái khu nhà xưởng này rồi, nhưng mà không có thấy cái gì lạ hết cả, cũng như không có thấy gì đáng sợ hết cả, nên bây giờ ban đêm á, Sang với mấy đứa lại tiếp tục đi khám phá khu nhà xưởng này vào ban đêm xem có cái gì đáng sợ hay không. Với lại đặc biệt là ở phía cái khu nhà xưởng này á, có một cái căn nhà vệ sinh mà người lớn kể lại á, là cái khu nhà vệ sinh đó thì sẽ có ma, nên sang những đứa sẽ đi thử xem là ban đêm á, sẽ thấy gì hay không nha. Cái bên kia đó, em đi cái đó, anh đi cái này nha. Đi sợ không? Không, không sợ đúng không? Dạ. Vậy là Giang với Tứng sẽ đi xuống dưới bốn cái khu nhà xưởng dưới kia mọi người, còn Sang với Dảnh với Minh sẽ khám phá hai khu nhà xưởng trên đây, với lại là cái nhà vệ sinh mà người lớn bảo có ma mọi người. Chia ra khám phá thì nó mới hấp dẫn chứ, nói thật với mọi người là đi mà 5 người như thế này á, thì Sang cảm giác như là đông quá mà không thấy sợ. Thôi về Văn đi ở dưới nha, Sang Dảnh với Minh đi lên trên đây. Mọi người xem mấy khu nhà xưởng này rộng bao la, nhưng mà ban đêm á, thì chỉ có Sang với mấy đứa thôi nha, không có ai ở đây hết cả, trải dài tận tích trên kia luôn. Nói chuyện đây thì dĩ nó vọng to quá. Ủa chim gì vậy? Như con đại bàng á, to lắm. Đây mọi người ơi, mọi người xem cái cửa phía sổ phía trên này nè. Đứng, mấy đứa đứng yên đi. Ở phía trên cửa sổ đây có một con cú mèo mọi người. Đây mọi người thấy cái mặt nó không? Để Sang lấy cái điện thoại này Sang quay cho rõ này. Cú mèo rất là to luôn. Nó bay đi rồi. To ha. Con cú mèo to bằng con gà luôn. Hay là có tổ nó đâu trên đó. Cú mèo mặt trắng chứ. Đi tiếp mấy đứa. Giờ Sang với mấy đứa lại tiếp tục đi tiếp nha. Chắc là con cú mèo này nó có tổ đâu đây mọi người. Cái gì? Đâu? Kìa. Đúng rồi, con mèo. Ở kia có một con mèo mọi người. Ồ, con mèo tam thể vậy anh ơi. Đẹp lắm. Ở đây có một con mèo tam thể đó mọi người. Đó mọi người thấy nó chạy phía trên kia không? Mèo. Mi. Thường thì những cái khu mà bỏ hoang á, thì mèo hoang nó sẽ ở đó mọi người. Ok, giờ thì anh với mấy đứa sẽ đi khám phá nhà vệ sinh nha. Dạ. Tại vì nói thật với mọi người nha, cái khu nhà xưởng này sáng giờ Sang với mấy đứa khám phá rồi, nhưng mà có một cái chỗ mà Sang với mấy đứa chưa dám vào, mà để tới buổi tối vào cho nó hấp dẫn, đó là khu nhà vệ sinh mà nhiều người bảo là gặp ma trong đó. Nên giờ thì mấy anh em Sang sẽ vào thử nha mọi người. Thật ra thì Sang với mấy đứa đi nhiều nên cảm giác nó tò mò cao lắm. Anh đi trước để đây này. Đâu ta? Đây này, đây mọi người thấy cái nhà vệ sinh phía trong đó không? Nhìn rất là u ám nha. Giờ Sang phải vào. Cứ đi vào đi trước. Đi, mấy đứa đi sau gọi cẩn thận nha. Giờ thì Sang sẽ bắt đầu vào nha. Gọi kỹ với chân nha mấy đứa. Hai đứa nó sẽ đi sau nha. Do cái chỗ này người ta bỏ hoang lâu quá rồi á, nên cỏ nó cũng mọc rậm rạp hết luôn. Ui, chỗ này có cái bồn to lắm vậy anh ơi. Hả? Hai bồn luôn hả? Đâu?
u sâu lắm. Anh tưởng cạn chứ. Ê, có con ếch ở dưới. Ê, có con ếch rồi. Sao con ếch ở dưới đó ta? Kìa. Ếch bự lắm. Cầm nha. Có một con ếch ở dưới cái bồn mọi người kia, mọi người thấy con ếch ở dưới kia không? Không hiểu tại sao lại có con ếch ở dưới cái một cái bồn sâu như thế này luôn. Cái này xuống chắc không lên được ha. Dạ. Mình lấy con câu câu được anh sao? Câu được không? Kìa con ếch kìa mọi người. Nó nằm ở dưới cái kia kìa. Một con ếch rất là to. Để anh qua coi cái bồn bên kia. Cái này thì nó sâu xuống khoảng tầm 5-6 mét đó mọi người. Sao nó lên được ta? Chắc là lúc nhỏ nó nhảy xuống rồi nó giờ nó mắc kẹt lại luôn. Nó đen xì luôn hả? Ở đây không có đường qua. Anh qua anh coi thử. Ui cái hố này còn sâu hơn nữa. Không có gì hết. Sâu lắm. Sâu hơn cái kia gấp đôi luôn. Ui nhìn mấy cái cây này cũng ớn ha. Đây. Đây là cái khu nhà vệ sinh mà nhiều người bảo là có ma mọi người. Thì phía trước ở đây thì mọi người thấy là có hai chữ này. Khu bên đây là nhà vệ sinh nam, còn khu bên kia là nhà vệ sinh nữ. Đâu phòng bên đây nè. Bên đây còn một phòng nữa mọi người. Nhưng mà phòng này thì gần như là không có gì hết cả, cũng giống như mấy phòng kia. À, nhiều người lớn thì cứ hù là có ma ở đây, nhưng mà thật ra theo như sang vào á thì sẽ thấy nó cũng bình thường thôi mọi người, không có gì quá đáng sợ. Sợ hay không là do mình tưởng tượng ra thôi nha. Thôi giờ đi, đi quay lại kiếm người dân nha. Nãy giờ thì sang với mấy đứa cũng đi khám phá hết một vòng rồi, cái chỗ sợ nhất cũng đang khám phá hết rồi, nên giờ mình sẽ quay ra mọi người. Ở đâu ra? Ý là nó đẻ trong đây hả? Dạ. Em bắt được ba con. Ờ mấy đứa nó đi coi. Văn với lại Tứng đi khám phá trên kia mọi người. Thì phát hiện là con chó mẹ nó dắt ban cho con hay là nó đẻ trên kia? Có cái tủ trên kia. Cái tủ trên kia luôn hả? Dạ. Đẻ dưới chỗ xi măng. Đẻ dưới cái nền xi măng. Dạ. Rồi Văn bắt phát đây được ba con chó luôn mọi người. Con này nó chạy mất chưa? Con này biết ăn chưa ta? Biết ăn rồi chứ, mở mắt này biết ăn rồi chứ. Đây con đực này. Dạng kìa, hồi nãy dí ra là bắt được luôn. Em hơn, em đang ấy xong nghe tiếng cho con là em coi. Xong thấy con mẹ nó chạy, con la. Xong lại gần bắt luôn. Giờ sao? Đem về nuôi hả? Dạ. Vậy thôi đem nó về trên cái đi. Mấy đứa nó bắt một phát được ba con chó mọi người. Đây này. Đây nè. Chó đực. Con chó đực. Chó cái. Chó cái. Chó đực. À, nãy giờ thì sang với mấy đứa mọi người cũng đã đi khám phá hết cái khu nhà xưởng này vào đêm, cũng như là ăn uống xong hết rồi. Bây giờ thì cũng đã 9 giờ tối nên mấy anh em sang sẽ quay lên cái chỗ cái căn cứ của mấy anh em để ngủ lại đây một đêm nha. Tối nay thì sang với mấy đứa sẽ ngủ ngay cái mái hiên chỗ này nè. Ở đây thì nó cách đất nên đầu tiên nó rất là an toàn nha mọi người, sẽ không ai leo lên được tiên trên đây. À, giờ thì thấy mệt rồi nha. Tối nay thì sang với mấy đứa có mang theo mền nè mọi người. Hôm nay chủ yếu là một cái video mà mấy anh em sang đi khám phá thôi. Ba cái mền hả? Bốn cái mền. Mọi người cắt ăn được rồi. Đây còn cái mền đó, bốn cái mền. Thôi, giờ thì mấy anh em sang nằm nghỉ ngơi nha. Vậy là nguyên ngày hôm nay á, mấy anh em mình đi khám phá nguyên khu này á. Thì mấy đứa thấy ở đây thì sao? Cũng bình thường đúng không? Chỉ có cái là cái khu này nó rất là rộng luôn mọi người, nên mình đi một mình thì nó sẽ dễ lạc nha. Nên con nít thì tốt nhất là đừng có đi vào trong đây một mình nha. Tại vì nó có những cái hố sâu và lại nó rộng quá mọi người. Chỉ có một cái phòng là nó đáng sợ nhất đúng không? Là cái phòng bị vệ sinh bị cháy á mọi người. Thì nó đen nó luôn rất là đáng sợ. Thì thôi mấy anh em sẽ nằm xuống ngủ một giấc. Xong tối nay nếu mà có chuyện gì á thì sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đây, dành ngủ đây. Minh Tâm Văn ngủ kia nha. Thôi giờ thì trời cũng khuya rồi nên sang với mọi người cùng với mấy đứa mình sẽ ngủ một giấc nha mọi người. À,
Trời đã sáng rồi nha mọi người. Tối qua thì Sang với mấy đứa ngủ ở chỗ cái hiên của cái khu nhà xưởng này á, thì rất là thoải mái luôn nha. Đầu tiên là trên đây nó cao này, nó không có muỗi, với lại ở đây nó sạch sẽ, nó có một cái miếng xi măng nó bằng á mọi người. Tối qua thì Sang ngủ đây á, thì nó cũng an toàn, tại vì nó cách với cái mặt đất, người ta cũng không thấy được mọi người. Vào lúc khoảng tầm 1-2 giờ sáng á, thì có 1-2 chiếc xe máy nó chạy vào. Sang với mấy đứa thì ngồi đây chờ đợi xem là nó làm gì, nhưng mà chạy tận tiếp tới những cái nhà xưởng cuối cùng kia cả mọi người, thì Sang với mấy đứa cũng không thấy được. Khoảng tầm 2-3 giờ sáng thì người ta chạy ra, 1 tiếng 2 tiếng gì đó người ta chạy ra. Tối qua thì mình nằm đây ngủ vẫn thoải mái phải không mấy đứa? Dạ. Nên cái thử thách này Sang với mấy đứa vượt qua cũng dễ dàng mọi người. Cái khu nhà xưởng này tuy nó rất là rộng nhưng mà nó cũng không có gì quá đáng sợ đối với mấy anh em Sang. Tại vì trước giờ mấy anh em Sang thì thích khám phá này kia, nên những cái chỗ rộng như thế này thì khám phá nó đã luôn phải không mấy đứa? Dạ. Nhưng tới sáng hôm nay thì cũng đã hoàn thành xong thử thách 24 giờ rồi. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ gom hết đồ đạc nha và chuẩn bị đi về. Còn nếu như mà mọi người muốn Sang làm thêm những cái video gì ở những cái khu nhà xưởng như thế này thì mọi người hãy bình luận phía bên dưới để góp ý cho mấy anh em Sang nha. Còn bây giờ thì thôi, khám phá cũng đã xong, nên Sang với mấy đứa có thể là chào biệt tất cả mọi người và chuẩn bị đi về nha. Sẽ cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mấy anh em Sang. Còn bây giờ thì chào biệt tất cả mọi người. Bye.